chưa sư, cái gì quý nhất? Cái gì quý nhất? À, chưa sư, sớm mơ rồi quy ở quy chưa sư quý. Wow, ok. Sư quý. À, chưa sư Quý. ý cơ cụ sự. Ừ. Hà, Ok. vừa mới chơi lì, yếu, à, lèn cơ chữ. Ý cơ chưa sư, chồng luôn. À, vừa mới xua, tranh luận. Chân đoạn. À, chưa sư, nị. Chân luôn tổ hoa, nị. Ý cơ Ok. chưa sư, dùng dài. Phả luy phả duyên sang của môn hơi dung tranh luận hãy giờ Lớp ý cơ sư chưa là sư sự hãy giờ ý cơ sư thảo luận thảo luận đây chưa sư thảo luận hỗ trợ của môn khơ quản lý tham mình chưa dùng bàn luận biện luận. đây tiền luận Ok. À, vừa mình suy suy khan sinh tử. À, vừa mình có chơi cái san cơ. Ý cơ. Đi y cơ. Vừa mình treo lúa. Lúa. Lúa chứ sư ta thảo. Rồi hô, vô bên là vừa mình treo thóc. Tao. Rồi hô, vừa mình应该是稻谷. Vì ta hãy dùng cửa. Của mình hãy mấy truy cửa. Dưới hô tờ chứ sư tao mì. Ý chinh truy cửa là của mình treo gạo. Gạo, chứ là mì. Tệ. Hạ, chứ sư khan. Wow. Của mình tờ chỗ bên chứ sư chim. Vàng. Vàng. Dính tờ của mình treo bạc. Bạc tùy của mình ở trạng dung vàng bạc Bàn và bàn chính hợp tùy kim thở nhịn bàn hả của mình xem sửa của mình tờ dưới phà của mình treo ngữ pháp ngữ pháp chơi lì tờ ngữ pháp chưa sư xin thêm của mình sửa tờ chưa sư phụ truy ở phụ truy như là gì treo câu phức hợp câu phúc học chưa phúc sư câu chưa sư truy phức hợp chưa sư phụ à phù hợp chữ đúng không ạ phù hợp phụ hợp truy hào vừa tay nị tú cuộc tranh luận mỗi lúc càng thêm gay go. cậu chân loạn mối lũ căm thế cây co Mỗi người một ý. mới ngừa mượn ý Không ai chịu ai. không ai chịu ai Chất suy tờ ý sư chứ sư. Của mình dự. Của mình tờ chủ ý chứ sư. Cuộc tranh luận. cuộc tranh luận gì mà đúng không Chưa sư y chẳng chẳng luôn chất nó là cụ y chẳng ta ta lian sử đây mỗi lúc chưa sư mày mày cơ xẻo sử càng Xào sư bù sư Xào sư bù sư Nên cơ mà Bù Bù sư tiêm tím mà Có gì dùng lẻn cơ đâu có gì của mình chưa hiểu càng thêm cảm thương sẽ sẽ mà duyên lại duyên ok gây go chứ sư chỉnh trang hoặc sở chỉ liên chứ sư ok trợ trạng cảm trường luôn thương duyên lại duyên chỉ liên ok Mỗi người một ý chứ sư mấy cơ lẫn dụ sư chỉ tờ y chen mỗi người một ý mỗi người mỗi người ý kiến không ai chịu ai
怎么翻译呢？就是谁都不听对方的意见。谁不去是什么意思？就是他们不肯受别人的意见，他们只觉得自己的意见就是最好的。OK， 是九，是九。九就是收，接受。对。好，那就去你还有哪里不懂吗？没有了，但是那个空 argue，I 是为什么会这样用？我不太理解。就是这里某一语某一和空 argue，I 就是一句话，它的意思就是这里的人每个人都有每个人的意见，然后谁都不肯听别的，都不肯听别人的意见。嗯。好，知道了。好，那这里我们教师够复合，就是因为这里我们有两个三个主语，还有三个谓语。就是我们有多分区，多分区就是够复合。但是没有谓语，有谓语吗？有，这里啊，古争论就是主语，某一路càng thêm gay gắt就是谓语。OK， 对，một ý，某一người是主语，还有một ý是谓语。OK， 好，那我们看第二句 ，ai làm ra lúa gạo。Ai làm ra lúa gạo? Vàng bạc. Bạc. Ai biết dùng thời gian? Ai biết dùng thời gian? Chúng ta ở đây có một từ là làm ra, 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 谁做出稻米？对，那个炉什么炉什么翻译？炉炉这里我们有炉啊，炉。这里是稻。对，做了稻谷，谁做了稻米？谁做了金和谁做了银？谁就会。那个别什么？别就是会，谁会用时间？是用的意思，会的意思。别就是会的意思，用就是用的意思。OK， 懂了。好。这里我们也有两分区。第一就是爱是主语。第二分区也是 I 是主语，他们的后面都是谓语。Okay. 我们继续看。这里就没有主语了，他就说同意 tốt lắm， tốt lắm 同意。很好 ，tốt lắm 就是很好，同意很好是吧？就是。这句话应该在一个比较特定的语境比如一个人推出他的意见，然后领导跟他说他同意这个意见，这个意见很好。比如说老师跟我讲，我可以说吗？不可以，从上往下，从下往上可以说吗？对，只有从上往下可以说，不能下跟下说。OK， 那如果下面和上面和下面说给了建议呢？你只要说同意就可以了。好，同意。OK 嘛 ，OK 的意思。对，就是 OK 的意思。除了说，
啊，哪天可以说什么吗？啊，还是比如说，比如说学校老师跟我讲说，啊，你要继续，你要继续学越南语。嗯，那我会说 OK， 那我用 OK 用哪个词呢？啊，你可以说 tôi đồng ý。哦 ，tôi đồng ý， 你同意可以吗？啊，应该用 tôi， 因为 mình 只能跟朋友用。啊，是女生， okay. 但是跟朋友用的，嗯，多懂一是吧？嗯，对。或者你可以用 em 懂一 ，em 懂一 ，OK OK。啊，前面你还可以加啊 ，được ai， 的爱啊，多，对，多懂一的啊，是吧？啊，不是 được à, tôi đồng ý. 啊，放在前面哈。嗯，对，放在前面。啊。嗯。OK。因为老师跟我讲，我不知道怎么回答他。啊，他跟你讲什么呀？他跟我讲很多，他是在 Skype 上跟我讲越南话，我就 Google 一句翻译一句，他有时候会跟我讲。哎，你这句不对，但是我还是很 stressful， 还是觉得很担心，我就还是讲两句我就不讲了。嗯，好，那如果有什么你不懂，可以问问我，或者你截图看看他跟你说什么，我就帮你翻译，好吗？好，下次吧，或者我就截图给你，你在上课的时候就可以跟我讲一下。啊，好的，好的呀。OK。嗯，好，我们继续看第四区。có thì giờ， có thì giờ， 嗯， thì làm ra được lúa gạo， thì làm ra tổ lúa gạo， 嗯， làm ra được vàng bạc， làm ra tổ vàng bạc， 啊， 这里có thì giờ 就是有时间， thì giờ 跟thời gian， 啊， 一样。都是时间的意思 ，thì giờ， 嗯，就是时间一样，嗯，对，就是有时限，啊，这里的 thì 就是就，啊，有时间就，我们有được就是可以，啊，有时间就可以 làm ra 就是做出，啊，做出稻米，啊，说出了。银河青OK 好，那我们看最后一句 lúa gạo nuôi sống con người， lúa gạo nuôi sống con người， 我们这里有nuôi就是养，sống就是活或者生活的意思，养活人，对，就是大米养活人。nên chúng ta phải yêu quý từng hạt gạo。nên chúng ta phải yêu quý từng hạt gạo。hạt 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 就是一粒一粒的米。它的量词也是量词。对。nên 就是所以，因我们，要phải 就是要，yêu quý 就是珍爱，yêu quý 珍惜珍爱的意思哈，珍爱，等就是每一个，等就是每一个，每一稻米。对 ，OK。好，那这个语法你还有哪里不懂吗？没有了，可以了。那个“nuôi”，“nuôi”什么意思？người， 鸟 ，con người 不是前面？哪个呀？那个 “lúc gạo nuôi”。nuôi。这里是 nuôi 就是养，
养。哦，养活。OK， 养写好了。嗯，好。好了。嗯。好，我们看我们的第二个语法，与妻子歌。嗯。歌。嗯，就是表示不同意对方的意见啊，比如我有这句Hùng nói không đúng. Hùng nói không đúng. Hùng nói. À, đây. Không đúng. Hùng nói không đúng. Quý nhất là vàng cơ. Quý nhất là vàng gương. Cơ. Cơ. Ừ, đây. À, cần cho cái sự ý giang bà. Cơ. Ừ. À. Ừ. Ừ. Cơ. À, chơi mình có thể phan y chứ sư. Quý nhất chứ sư. Rồi chân quê. Ờ. Của mân tớ. Chín tử. Trái sư. Rồi chân quê. Ừ. Ừ. Quý nhất là bạn cơ. Ừ. Chứ sư. Ờ. Yêu ý cơ rấn sô. Ờ. Yên gái thà sô sử chen sư. Rồi chân quê tớ. Tan sư. À, chơ cơ rấn sô bú tuy. À, chín tử trái sư tuy chân quê tờ. Số gì? Hôm men tha dung chơ cơ cơ. Ừ, hả. Nà, vô mân khan tì ơ chú. Con không đi học. Con không đi học. Con muốn ở nhà với mẹ cơ. Con muốn ở nhà với mẹ cơ. Ừ. À, con không đi học. Chứ sư của à, chứ sư hải tử tại kênh mai mà xua tờ. À, à, hải tử xua, wo bu qu xue, wo bu shang xue. Ừ. Wo zai jia ve mi ge hei zhe mama ma. À, chứ sư wo xiang à, zai jia kênh mama. À, ve chứ sư kênh. Kênh, à, ok. Ồ. À. 就是他强调啊、他强调他不想去上学，他就是想、跟妈妈在一块儿。嗯，啊，好，我们的第二情况就是表示啊、跨腰。嗯，这里我有 tôi nói được cả tiếng Pháp cơ. Tôi nói có cả tiếng Pháp.我连法语都会说呢，啊啊，对对，就是这样的意思，嗯。那这样你会平时如果加这个歌在后面，不是会显得很不好吗？啊、不是不好，只是你想强调你在说的是，还有强调你的意思就是最对的，嗯。也不一样，其实，嗯。嗯。好。就是这两句在越南很红火谁都知道，我给你读吧。trứng là cần mỡ. Trứng là cần mỡ. Bắp cần bơ. Bắp cần bơ. Yêu không cần cớ. Yêu không cần cớ. Cần cậu cơ. Cần cậu cơ.嗯，你在抖音上应该会看到这两句子。没有，什么意思？蒸就是鸡蛋，燃就是炒，嗯。梗就是。为什么会很红啊？嗯？为什么会很红？因为这句是有一个很漂亮的女孩，她在抖音说，然后。谁都觉得很羡慕，因为这个女孩很漂亮。这句就是她在撒娇，她跟那个越南，男越南红了，对不对？对。OK。嗯。哎，明叔，用抖音是看中国的还是看越南的东西啊？我用抖音是看中国的东西，但是越南的就是在脸书上，他们还是常。很多越南抖音在那边，好，知道了。意思呢？嗯？那是什么意思？
啊，就是他说啊，仍然就是你炒蛋，你要有啊，你炒玉米，还要那个油奶啊，奶油，还有啊，下一句他就说爱不要理由啊，然后他说只要你。只要你呢，就是只要你就够了，就是这个意思。OK，I see。那个那个不什么意思呢？不啊，不是奶油。奶油哈。嗯，对，是不，嗯，么就是油，嗯。么。啊，这里的歌就是理由，歌是理由 ，OK，、嗯、对，哦，也是名词，也可以是名词，对对，可以是名词的 ，OK， 嗯，好，没有问题了吧？嗯，没有了，嗯，好，那我们继续看，我们有一个单位词。或者我们说量词就是骨骨放在动词的前面可以使这个动词名物化嗯啊 OK 了解了 嗯好它可以表示一种组织有计划有一定过程的行为嗯嗯比如我这里有骨干买革命啊，对，革命就是革命，嗯，革命，革命，革命就是起义，嗯，革nói chuyện，革nói chuyện，嗯，对，革gặp mặt，革gặp mặt。这里应该是见面，我写错了呀。见面。cuộc họp。cuộc họp。一场会。对，是一场会。cuộc giao lưu。cuộc giao lưu。嗯，前几天收到một cuộc phỏng vấn。một cuộc phỏng vấn什么文？访问就是面试啊，访问。嗯，哎，明叔，你帮我分析一下我那个面试。嗯，不是我申请，我交我的申请已经 submit 了，我系统已经 submit 了。嗯，然后老师对我也很好，老师在 interview 的时候跟我讲会有奖学金嘛。嗯、然后我看了一下我的 GPA 是可以拿 100% scholarship 的。哦，挺好的呀。就是老师对我也挺好的，比如说我在提交我的体检报告的时候用的去年的，他也说可以。嗯。然后我的无犯罪证明那个 criminal record， 我的是两年前的，老师也说可以。就现在、感觉就是什么都很顺利，老师就说很 OK 没问题。然后面试也完了嘛？嗯，应该是完了吧？但什么样呢？但是学校的网站上写的是他出这个结果，他的申请的 deadline， 申请的 deadline 是6月30号。嗯，是。学校来评审奖学金是7月15号，那个 offer 是8月份才发。那会不会意味着我要等到8月份才有一个确定的要不要我的答案呢？那如果这样的话，我得准备我的 second choice， 我的 plan B 啊。嗯，那应该你要问清楚他们，因为你还有工作，你说你还有工作什么的挺忙的可以让你早一点知道你的结果吗？嗯。你可以跟他们就问一下吧，就说因为现在我就想个理由，能不能早点告诉我结果，对吧？嗯，对对。好
的，但是我感觉好像他们跟我写邮件啊，包括跟我说话，都感觉已经要我了，只不过我想要一个书面的 offer。 那应该你已经被录取了，但是我还没有书面的 offer。 那就等吧，因为书面的 offer 应该要有一定的时间，他们才通通发所有的人不能给哪个人钱提前发。所以那这样的话我问了也没用，因为他们跟我讲的感觉好像已经需要我了。那你就问一问他们如果有了结果可以先给你把那个offer 发过来。那我还是催一下哈。是。那要不要再看看其他学校啊？还是不要了？没必要。我觉得是没必要了，因为顺德生我觉得是挺好的呀。顺德生我自己也喜欢，我就是怕出问题。好的，那我们继续吧，明叔。好。那我们已经上完这个语法，我们继续看别的语法。我们还有一个语法就是某嘎。某嘎。某嘎就是你用怎么样的方式做什么事。比如我这里有thầy giáo trả lời chúng tôi một cách tỉ mỉ。他老师回答我们的问题很仔细。对，就是他用很仔细的方式给我们回答。后面加形容词。对，后面是形容词。那你读第二句吧。众多是人滚蛋滚蛋滚蛋滚蛋哪里啊？chúng tôi sẽ giải quyết vấn đề đó một cách cẩn thận。 chúng tôi vấn đề cẩn thận。 就是我们会把这个问题处理很深谨慎。OK 中间有点不懂。giải quyết 就是处理。 OK 那问题呢vấn đề 就是问题。giải quyết OK。 好，我们看第三句。 thời gian trôi qua một cách vô vị。 thời gian trôi qua một cách vô vị. 对，就是时间过去很无聊的。vô vị 是无聊。对。OK， 不会翻译这句话。就是时间无聊的过去了。哦，了解了。好，我们最后的。OK， 这花是过去，是个动词。对，过去啊 ，joy y， 我们这里有 joy y， 就是过去的意思。OK， 了解了，可以了。好。这里我们用讲来自的用法，就是不是吗？它的意思就是跟汉语的不是吗一样的比如我有地区，người ta chẳng đã nói quý như vàng đó là gì？他是什么？người ta 就是他人，别人的意思。他人答已经说翻译不了，你教我。就是他人不是已经说了归乡金子一样吗？就是这个人他想证明金子很珍贵，所以他才说这句话。那个
呢？nói 就是说，不是后面那个宁宁，鬼宁吧？又就是如。啊啊，学过了，宁如 ，OK。嗯。好，我们继续看第二区。thầy giảng đã dạy chúng ta. Thầy giảng đã dạy chúng ta. Thời gian quý hơn vàng bạc đấy là gì? Thời gian quý hơn vàng bạc đấy là gì? À, 就是老师不是教了我们时间还比金银更贵吗？嗯，那个很，thời gian还是thời，thời是后面找到那个金子前面那个hơn，前面的hơn就是更的意思，更怎么读hơn，hơn是吧？对对。好，没有了吧？嗯，那我们看最后一句。Ông ấy chẳng đã nghĩ phép về thăm quê là gì? Ông ấy chẳng đã nghĩ phép về đến là gì? 嗯，就是他不是请假回家乡了吗？嗯。嗯，啊，请假哈。你非就是请假，嗯。那个呢？谈。看就是看看光的意思。看，那又怎么会是看家乡呢？就是看光，看光。看望是吧 ？Visit 的意思。嗯，对，就是 visit 的意思，嗯。他不说 visit hometown 啊？对，可以是这样说。嗯 ，OK。好，那我们已经学完了语法，现在我们就可以学我们的课文。我们先看圣子，我们有几个人的名字？第一是红。红熊啊熊红。对，喂。喂。就是阿圭 ，nam， 男，阿南，男，狗，狗，就是年轻人之间的称你，你对吧？翻译成你，对，翻译成你，我们还有百文，百文功课，对，功课，争论，争论，嗯。bàn luận bàn luận hả nào của mình sẽ khan của mình được khơ quẩn ở ti toan Hùng Quý và Nam thân nhau như ba anh em ruột. Quý và Nam thân nhau như ba anh em ruột. Ba anh em chứ sư san san cơ sông tỷ, san cơ sông tỷ, ba anh em, san cơ sông tỷ, đây, thân, thân nhau, chứ sư chín mi, chín mi, thân nhau, chín mi, chín mi, sư bà, đây, chứ lì như, chứ sư, rủ, chín mi rủ san sông tỷ, đây,就是说他的友情很亲密Hôm nào đi học? Hôm nào đi học? Hôm nào, 这里 hôm nào 就是每天的意思Hôm nào đi học, 每天上学Các cậu cũng bàn luận với nhau về bài vở Các cậu cũng bàn luận với nhau về bàn每天都要với nhau với nhau 就是彼此
两。OK。嗯，这句你理解吗？每天的那个 ve 呢 ？ve 对，就是 about 关于要争论要讨论的功课。对 ，hôm nay， 我们来今天啊，bắt đầu tranh luận xem cái gì là quý nhất。三个兄弟争论。啊，该死啦，滚你！same 这里就是看的意思，看，该死就是什么，看什么是最珍贵。嗯，那看字可以去掉吗？这句话里面？可以的，是可以。OK，OK。嗯，好，这一单没有问题了，是吗？没有了。嗯，好，那我们看第二段。红 nói， 红 nói， quý nhất là thóc gạo chứ gì？ quý nhất là thóc gạo chứ gì？ 啊，我们这里又有那个 thóc gạo， 啊，我们还有 chứ gì？ chứ gì 就是用来问的，就是不是吗？就是最贵的，不是稻米吗？嗯嗯嗯。Cái cậu có ai có thấy ai？ Cái cậu có thấy ai không ăn？ Không ăn mà ăn không được không？ Mà sống được， 不吃能活吗？嗯。嗯，对。vì vậy， vì vậy， lúa gạo là quý nhất， lúa gạo là， ăn， 说这句后面没有问题，但是那句有问题，那个嘎狗嘎狗狗腿啊，这个腿是你们啊，阿雄在跟阿南和阿龟说。你们有没有看？ Okay. 有哪个人？不吃而可以活吗？嗯 ，OK， 好，那我们继续看。quý và nam thoạt nghe thì thấy có lý。quý và nam thoạt nghe thì thấy có。就是阿龟和阿南，刚听这里的话，我们可以理解是刚，就是刚刚听就觉得很有道理。那个体呢？体怎么翻译？秋。体，我们翻译成秋。嗯。nhưng đi được mười bước。但是。但是走了十几步，quý vội reo lên， reo 就是喊着欢呼起来 ，reo lên， okay. 哎就是跟。汉语的嘿，嘿，嘿，就是叫别人的，嗯。Hùng nói không đúng。Hùng nói không đúng。Quý nhất là vàng cơ。Quý nhất là vàng cơ。嗯，这句话刚才是我们在学语法有学过是吗？嗯，最贵的是。金。什么来着？金子。金子，好，我们继续看。người ta chẳng đã nói， người ta chẳng đã nói， quý như vàng đấy là gì？ quý như vàng đã là gì？ 就是刚才我们语法也学过，比如
别人不是说了，贵如亲子吗？嗯，có vàng là mua được lúa gạo. Có vàng là mua được lúa gạo. À, 就是有金子啊，就可以买到啊稻米。对对对对。嗯，这一段你还有哪里不懂吗？懂了。哎，那这个懒其实也可以要，可以不要。在这里应该要，因为这里的来就是他要肯定有赢就买到这里不能省略的。OK。嗯，好，那我们继续看quý vừa dứt lời. Quý vừa dứt lời. À, vừa dứt lời chứ sư. Càng bà hoa sô quản. Ừ, quý càng bà hoa sô quản. Ờ, nam tiếp ngay. Nam tiếp ngay. Ờ, chứ sư à nản. Lì chỉ chia sở sô. Lúa gạo không phải là quý nhất. Gạo không phải là quý nhất. Vàng cũng thế. Vàng cũng thế. À, chứ sư tàu mì phú sư dây chân quay tờ. À, chín tử dễ sư chơ giang. À, quý nhất là thời gian. Quý nhất là tôi quay sư sử chèm. Thầy chẳng phải để dạy chúng mình. Thầy phải để dạy chúng mình. Lão sư bố sư treo cô của mình. Thời gian quý hơn vàng bạc đấy là gì? Thời gian quý hơn vàng đấy là gì? Sư sư sử chèm. Vì chim nhím cân trùng quê sư ma. Có thời gian. Có thời gian. Thì làm ra được lúa gạo. Thì làm ra được lúa gạo. Làm ra được vàng bạc. Làm ra được vàng bạc. Ừ, đây chứ sư dụ sử chen chú khởi dị Zô chú lờ ta mỉ. À, có thể 做出了经营. Thế thì còn có ở nơi nào hay không thể lý giải mà? Đi là. À, nào cái à? Cái 那个哈恩，刚刚有问过第三行，可赞为为恨恨恨对更，老是忘记这个词，更哈更对 ，OK 可以了，好，那我们去细看，cuộc tranh luận mỗi lúc càng thêm gay go. Mỗi lúc càng thêm gay go. Mỗi người một ý. Mỗi người một ý. Không ai chịu ai. Không ai chịu ai. Chứ suy căng trải của mình dự phan y của nị. Sẽ phan y ý biên thử gì mà. 这场争论越来越紧张，对每个人的意见都不听的。这里我有这个解释，就是用你们的见仁见智，就是每人每意是吗？还有我们有không ai hiểu ai这个是中文有是吗？这个词起见，对，
Hả, nó vừa mình khan hô men tờ ở ý chuyên hòa. Hùng nói. Hùng nó. Vàng bạc và thời gian của các cậu. Vàng bạc và thời gian của các cậu. Ờ, chứ sư nỉ mân tờ xin nhịn khở sử chèn. Ờ, chắc nuôi sống được người đấy à. Chắc nuôi sống được người đấy à. Ờ, của mân cho suy ý chị. À, các bạn thấy gì ạ? Phan Yi Cua chứ sư? À, yên cai khở gì dạng hổ rẫn mà? À. Ừ, chứ suy nghĩ hãy ở nã gì? Hãy bố thay tổng mà? Mà cái chữ khoa sống ý sư nè? À, chứ sư, à, tha tờ ý sư chứ sư? À, yến, chinh yến khở sứ chen tô, bù nâng dung, dung lại dạng hổ rẫn tờ. Ừ. 他还是坚持的稻米，对吧？对对。他还坚持是他的稻米了。嗯，好，那我们再看，嗯，回返来。回返来，啊，归又说，返来就是反驳，反驳，啊，啊，罗盖瓦特赞，爱买讲搞。 Lũ gạo và thời gian ai mãi chẳng có. À, chứ sư tao mì có sử chen, sẽ mấy dầu à. À. Ai mãi chẳng có. Chỉ có vàng là ít người có thôi. Chỉ có vàng là ít người có thứ. À, chỉ có sư sư chữ dầu. À, chỉ có chữ dầu. Ờ, sử dụng chín sư sào rấn dung dụng. Ít chứ sư sào. Ừ, ý chén của mình sử cô. Ừ, ừ, ừ. Ừ, vàng quý nhất. Vàng quý nhất. Ờ, hãy, ta hãy sư. À, quê ta hãy sư chữa tơ. Ờ, chín tử sư quê quê tơ. Ờ, Nam vẫn bình tĩnh nói. Nam vẫn bình tĩnh nói. À, A Nán hãy sư hẳn tính chinh tờ xua. Bình tĩnh chứ sư tính chinh. Ừ. Này nhé. Này nhé. À, này nhé tờ hâu men. Yng cái sư của mình. Khơi chia sư ý xa. Hoặc là thuê chú của mình tờ ý chen. À. Ừ. Lúa gạo vàng bạc. Vàng bạc. Lúa gạo vàng bạc. Hết thì còn có thể làm ra được. Hết thì còn có thể là ra được. Ờ, hết chứ sư, dung quang là hết. Ờ. À, dung quang là sư bạn. Ờ, đây. Ờ, dung quang là chưa. Ờ, hải khở gì? Còn chứ sư hải. Có thể chứ sư khở gì? Ờ, hải khở gì? Ờ, dùa chú. Ờ. Chứ thời gian đã qua đi thì không lấy lại được nữa. Không phải là lại có nữa. Đó. À. Chứ lì tờ chứ chưa sư. Ở. Ở tờ y sư. Ừ. Ở. Ở. Chuyên. 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 Cô truy là. Ờ. Chiêu mấy rẫn khở gì. Nã hủy lại. Ừ. Nên cái gì nào? Nên cơ. Ra, ra gì mà? Ờ, làm ra chứ sư, zuo chu. Ờ, ờ, cái chú, chú qua là, làm ra, zuo chu. Ừ. Ok. Mấy giờ là mà? Ừ. Mấy giờ là? Ờ, na, wǒ men jīn tiān de kè wǒ yǐ xīng jiǎng wǎn le na. Ờ, you nan bù dòng, nǐ kè yǐ huí tóu zài kān yī kān, ràn hǒu gào shù wǒ, hǎo ma? 好的，这个课有问题吗？ 下次课会有问题吗？ 下次的课，因为这篇课文我们还没学完，还有几段。好的，好，那我们下次课继续讲。对对，我们讲完了，应该我会提几个问题，好吗？ 好的，好的，明叔，那先这样咯。好，拜拜呀，晚安了。拜拜。
拜。